lesson. Nào, con xin hát bài gì nhỉ? Con hát bài bắt chúng con. À, ok, con hát đi. Bài tiết bài gì nữa nhỉ? Con xin hát bài gì nữa nhỉ? Bài gì? À, ba gọi lấy lung linh ấy. Ba là cây lên vàng. Tiếng ra đúng rồi. À, tụi mình hát bài Ai Yêu Di Đồng nhé. Nào. Con xin hát bài. Con xin hát bài Ai Yêu Di Đồng. Đúng rồi. Là bạn muốn action. Hello, bạn muốn hôm nay hát rất là hay luôn. Các bạn muốn 10 điểm về chỗ. À, bà hát bài lúc ở nhà đấy nhỉ? Đúng không? Mẹ cũng là. Hát lẫn rồi, hát lẫn bài rồi. Cô và mẹ là hai cô cháu, mẹ và cô. Đúng rồi, muốn giỏi quá. Xoay ở vòng thế nào? Cầm váy xoay ở vòng thế nào? Cầm váy là xoay múa là xoay tròn là mình cũng xoay đều. À, cô Lola nhé, nè.